làm sao để gặp người kia. Trải qua mỗi lúc tan làm khi trời bắt đầu trở khuya, nhớ làm sao ánh mắt đôi môi gặp nhau chẳng nói nên lời, làm con tim em thấy bối rối. Với cả chị Linh đẹp đôi thật đấy. Thế mà lại bắt xóa video, tiếc chết thì được. Ui, thôi kệ, xóa đi. Hello, một ngày thật tuyệt vời, nhà tràn đầy năng lượng nha. Cứ tưởng có người buôn chuyện cùng đang vui, trông mặt ủ rũ chán chết thì được. Sao, vẫn giận người yêu à? Chéo thế thôi. Nhìn thế này, chị Linh bắt tất cả mọi người xóa hết video rồi, còn dọa nếu không xóa đánh bay cả nick cơ. Thì sao? Thì chứng tỏ là chị Linh yêu cô rất nhiều chứ sao. Đúng là ngày trước chị Phương có crush chị Linh thật đấy, nhưng mà hình như bây giờ họ xác định là bạn thật rồi. Cô thấy thế không? Thấy thế không? Này, chuyện chán chết đi được, tìm người khác. Tôi bận lắm, bà rảnh ấy, thì kiếm việc khác mà làm đi. Nhưng mà tôi làm lễ tân, cả ngày chả thấy ma nào đi vào đi ra cả, chán chết đi được ấy. Đấy là bà thôi, còn bà nhìn tôi này, ti tỉ việc ấy. Ý bà bảo là tôi vô tích sự á? Cả đi lễ khác đi, cho tôi làm việc nó xinh lách như này. Hay, buồn thôi. Buồn chuyện nào, buồn chuyện nào. Hả? Chị Vương cũng không ở phòng à? Thế thì chắc chắn là đang rảnh, gọi điện đi chơi là hợp lý. Ơ, sao mày lại bận nhở? À, chị Phương, em mới gọi cho chị này. Tao vẫn đang nghe, cứ trình bày đi. Sao cô? Này, chị Bương em à? Có chuyện gì gấp không? Nếu không gấp thì để lần sau nhá, chị đang bận. Kìa. Rồi, ok, chị, tôi hiểu rồi. Chị! Ngay cả chị Phương cũng không cần mình. Được rồi, đã thế nhá, mình sẽ tắt nguồn điện thoại trong vòng 1 tiếng, để xem đến lúc mà không liên lạc được với mình thì tất cả mọi người sẽ loạn lên như thế nào. Hả? Rồi, để xem ai gọi cho mình nào. Không một ai. Mình mất tích tận 1 tiếng đồng hồ, không ai gọi cho mình. Cả thế giới không ai quan tâm đến mình à? Thế thì danh dự của tôi để đâu? Danh dự của tôi đâu?
này rồi. Chắc chắn là công ty muốn sa thải mình, nhưng mà không dám làm vì sợ là sai quy định, nên là cố tình bày ra cái trò này để mình chán, xong rồi mình tự viết đơn xin nghỉ. Sao mà mình thông minh thế nhở? Đã thế nhá, tôi sẽ không để cho các người sa thải tôi, mà chính tôi sẽ sa thải công ty này. Nãy gọi chị có việc gì đấy? Quá muộn rồi, không ai có thể thay đổi quyết định của tôi. Ủa, mình có gọi nhầm số đâu nhở? Alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại của My không ạ? Rồi chị sẽ phải hối hận vì đã không trân trọng tôi cho mà xem. Không sai nhở? Là đang tập diễn kịch à? Rồi, ghê thế. Thấy người ta mất tích mà cũng không thèm liên lạc lại. Đã bảo là người ta sẽ nghỉ việc rồi, thế mà cứ kệ thôi. Chị đúng là đồ vô tâm. Thị trường chứng khoán Việt Nam trong những ngày vừa qua có lúc tăng, có lúc giảm, có những lúc chẳng biết đâu mà lần. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là chuyên gia hướng dẫn đầu tư chứng khoán số 1 tại Việt Nam, Trần Minh Tuấn. Ôi, anh đỉnh thật đấy. Mấy cái trò anh vừa làm xong á, em học mãi ở trên TikTok mà chả được luôn ý. Được này, có mỗi cái thôi. Để cái gì lên trên bàn này ạ? À? Em không thấy cái gì cả. Chính xác là không thấy gì được rồi. Đây là một câu hỏi phổ biến nhất của những người mới chập chững bước vào nghề. Tưởng là biết, nhưng mà thực ra không biết một cái gì cả. Công nhận đấy, mấy cái mà anh vừa tư vấn ấy, em chả hiểu cái gì hết. Hiểu làm sao được. Muốn hiểu ấy thì phải học, mà muốn học thì phải đầu tư học phí. Thời buổi bây giờ có ai cho không ai cái gì đâu. Nhưng mà làm sao mà em biết anh đủ tin tưởng ạ? Bỏ điện thoại ra, nhanh! Bỏ điện thoại ra! Vào TikTok, nhanh! Có tên Trần Minh Tuấn cho tôi! Đấy, thấy chưa, thấy chưa? Thấy rồi ạ. Đưa điện thoại đây, nhá! Thấy cái avatar tôi ngồi hút xì gà chưa? Và thấy video đầu tiên tôi ghim vào dòng thời gian chưa? Hả? À, cái video này là nhiều lượt view nhất đấy! Đấy! Thời buổi bây giờ là chúng tôi chứng minh qua lượng view, lượng follow và lượng tim của video đấy. Ôi, em nhìn thấy tận 10 triệu view hay sao này. Anh đúng là chiến thần luôn ấy, anh đỉnh vãi. Chẳng thế thì sao? Một khi mà anh đã khen ấy thì không ai dám chê, mà một khi anh đã chê ấy thì chỉ quán chỉ có nước dẹp tiệm. Nhưng mà chứng khoán có phải là sạp trứng gà đâu mà thích thì dẹp à? Thì anh lấy ví dụ thế. Em gặp được anh ấy đúng là gặp được cao nhân rồi đấy, gặp được may mắn lắm rồi đấy nhá. Ê, anh cho em xem cái này.
chết, rách mất, nhưng mà vẫn xem được. Dạ. Đây, nhìn đi, đấy, giấy trắng mực đen đây này, đã đủ thấy uy tín chưa? Sau mỗi một giờ tư vấn, học phí sẽ là 1,5 triệu nhá, vẫn đảm bảo sau một khóa học, ít nhất em sẽ kiếm được khoảng 100 triệu đồng một tháng, thậm chí là 1 tỷ một tháng, 10 tỷ một tháng và nhiều tỷ một tháng. Đã thấy phục chưa? Hả? Học không? Học. Học không? Học. Nói to lên. Học. Kiếm bao nhiêu? Tỷ. Nói to tiếp lên. Tỷ tỷ. Bao nhiêu nữa? Tỷ tỷ tỷ. Dạ, dạ. Thanh xuân này ta cầm tay. Hôm nay em xinh lắm. Mà em không giận, còn xinh hơn. Yêu em, mãi mãi yêu em. Vừa rồi, tôi đã thông báo cho tất cả mọi người biết về quy trình làm việc chuẩn sẽ được áp dụng trong thời gian tới. Nếu như ai không có ý kiến gì thì mời cô. Quy trình làm việc một ngày 8 tiếng, nghỉ trưa 1 tiếng, tăng ca có OTX2. Vậy em còn ý kiến gì nữa hả My? Hoàn hảo đấy rồi ạ. Đùa, đừng bảo là nãy giờ cô không nghe gì mà cô lại đứng lên ý kiến đấy nhá. Theo như em thấy, lao động Việt đang gặp phải một vấn đề rất là nghiêm trọng. Trung bình, chúng ta chỉ có 24 tiếng thôi, 8 tiếng để ngủ, 4 tiếng để ăn, vị chi là chỉ còn 12 tiếng. Mà 8 tiếng đã phải đi làm rồi, chỉ còn có 4 tiếng để chơi, mà vẫn còn phải làm việc bán thời gian nữa. Vậy thì chúng ta đang là nô lệ cho tư bản rồi, đúng không? Đúng không? Đúng không? Mình, em vẫn đang diễn kịch đấy à? Vậy nên tôi sẽ thành lập một đế chế riêng, làm việc theo năng lực, hưởng chế độ theo nhu cầu, lập một công ty riêng, tạo nên một thế giới không bị bóc lột. Ai theo tôi? Xếp theo em không? Vậy là cô muốn nghỉ việc đúng không? Mọi người, thật ra là đợt này My đang có chút vấn đề nên là tâm lý không được bình thường cho lắm. Mọi người thông cảm nhá. Chị để em nói thôi. Ai theo tôi? Đăng ký nhá. Gửi mail, gửi mail. Chị My, em bình thường lại được chưa? Em lớn rồi, có phải là trẻ con nữa đâu mà cứ làm loạn lên như thế à? Chị nói cho em biết, trước khi mà em muốn phản biện một điều gì đó mà em không đồng ý thì em phải suy nghĩ thật kỹ trước khi em nói chứ, không thể nói linh tinh như vậy được. Hơn nữa, cuộc sống này phải lao động thì nó mới trở nên ý nghĩa. Còn nếu không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn. Chị, ngay cả chị cũng không hiểu em à. Thế rốt cuộc là em đã gặp phải chuyện gì? Chuyện gì đã biến em trở thành con người như thế này? Em kể cho chị nghe xem nào. Em đang buồn. Buồn á? Có chuyện gì? Em nói đi, chị sẽ giúp. Em buồn. Buồn cười á? Em sắp giàu rồi. Này, em kiếm được một khoản kích xù luôn, để có thể sống cả đời mà không cần lo nghĩ gì. Em sẽ không cần phải đi làm để cho mọi người coi thường em nữa. Thôi, nếu em vẫn tiếp tục như thế này, chị sẽ không nói chuyện với em nữa. Ở công ty này có mỗi chị là người quan tâm em thôi, còn tất cả mọi người đều coi em như một đứa vô dụng, suốt ngày chỉ biết đi soi mói chuyện của người khác thôi ấy. Đâu có đâu, chị thấy em là một cô gái rất dễ thương, tuy đôi lúc có hơi phiền phức một chút, nhưng mà bản chất em là một cô gái tốt, không biết toan tính và suy nghĩ đơn thuần, nói chung em rất lương thiện. Em hứa với chị, sau này em mà giàu, em nhất định sẽ không bao giờ quên chị. Thế nhưng mà trước khi em giàu, có phải là em đang tham gia đầu tư vào một khoản nào đó đúng không? Sao chị biết?
Chị biết ngay mà. Những cái đứa đang đi làm bình thường, đột nhiên cãi sếp, chửi chế độ, đòi cải cách thì một là bị điên, hai là đang tham gia đầu tư ở một khoản nào đó và nghĩ rằng là mình sắp nhận được một khoản tiền kếch dù đủ để sống cả một đời và suy nghĩ những cái điều bất bình thường như em. Có đúng không? Chị đoán đúng rồi đấy. Nhưng mà em không bị điên. Em vô cùng tỉnh táo, mãi mãi sẽ open, ok? Rồi. Chị hiểu. Được. Thế khi nào mà em phát hiện ra em bị lừa, nhớ bảo chị sẽ giúp. Em sẽ không bao giờ bị lừa. Khoan đã. Em cứ đứng ở đây. Người bỏ đi là chị. Hả? Có sao? Là mình sắp giấu chứ sao? My luôn là đứa gây sắc rồi. Tôi nghĩ cô nên tránh xa một chút để đỡ rước họa vào thân. Sao? Lo cho tôi à? Đến giờ vẫn quan tâm tôi thế sao? Nếu mà trong một bộ phim có hai diễn viên chính thì cách duy nhất để khán giả ấn tượng với diễn viên còn lại chỉ có hai cách. Một là phải đóng vai thật xấu xa, độc ác. Hai là phải thật hợm hĩnh. Nhưng mọi người cũng thấy đấy, thực ra My không phải là người xấu xa. Tất cả những hành động mà My đang làm chỉ đơn giản là muốn mọi người quan tâm và chú ý đến My hơn thôi. Cô cũng thấy đấy, là con nít, nếu thấy người lớn làm sai thì nó sẽ chả bao giờ học được cách làm đúng cả. Tôi không ngờ là cô cũng có mặt này cơ đấy. Rất xấu xa. Tôi sẽ giúp em ấy trở thành vai nữ chính trong chính cuộc đời của mình. À mà đứng với tôi như thế này không sợ người yêu ghen à? À ừ nhở. Quên mất này. Dỗ mãi mới được. Yes. Ôi đầu tư 10 triệu mà 10 ngày lại đến 100 triệu rồi. Kiếm tiền dễ đi nào. Alo, anh Tuấn đang gọi đấy ạ. Giá sàn đang tăng. Giá sàn đang tăng ấy ạ? Ôi, anh ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Nhưng mà em mới rút được có 30 triệu thôi. Đến khi nào thì em được rút hết về tài khoản của mình đấy ạ? Bây giờ đã có một con cổ phiếu siêu hot, tuy nhiên số lượng quá hạn, không phải ai cũng mua được. Con của em bỏ vào 10 triệu đã lãi được 100 triệu. Nhưng nếu em đầu tư vào con này 500 triệu thì có thể lời tới 10 tỷ. Cam kết cho con tăng, không có hạn. Em có chần chừ gì nữa, để lỡ cơ hội vàng đấy. Dạ vâng, bây giờ em sẽ đi vay tiền rồi em mua ngay đây ạ. Mình nghĩ Gucci, Prada với Louis Vuitton thì hãng túi nào là đẳng cấp nhất?
đẳng cấp thì mày cũng buộc đâu. Mày hơi bị khinh thường tao rồi đấy. Này, tao định mua quà tặng sinh nhật mày, nhưng mà nếu mày đã nói thế thì thôi. Mày dùng phần mềm Photoshop gì mà đỉnh thế? Tiền của tao đấy. Đầu tư 1, lãi 10. Ok chưa? Thì ra đây là lý do mày bật sếp đấy à? Thế cho nên đối tốt với tao dần đi là vừa. Tắt lại. Mạnh cái tay, cái chân lên. Kiếm tiền nhiều mệt thế. Đỡ chưa? Cô bị lừa rồi đấy. Công an báo đài tuyên truyền mấy ngày hôm nay mà cô không biết gì à? Lừa cái gì mà lừa. Hôm qua tôi vừa mới rút 30 triệu xong. Giao dịch đàng hoàng nhá. Tất cả đều là thủ đoạn của chúng nó thôi. Sàn ảo, giao dịch cũng là ảo. Ban đầu thì giao dịch thành công, ăn được một ít tiền, rồi sau đấy lừa khoản lớn hơn. Chắc là nghe năn tức ở chứ gì. Cô nghĩ là tôi tin cô à? Đây, để tôi làm giao dịch, chuyển thẳng vào tài khoản cho xem nhá. Ừ. Tự dưng không được nhỉ? Hình như mạng lag sao ấy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sao lại thuê bao nhỉ? Gọi được không? Tao nghĩ mày bị lừa thật rồi đấy. Chị là người dân IT mà, chị nhìn phát biết ngay. Để như thế đi. Không. Đáng thương. Chị biết là hắn ta sẽ tới đây vậy? Chị hút cạn xăng xe của hắn rồi. Cùng lắm chỉ đi được đến đoạn này là dừng thôi. Thật á? Tự nhiên xe lại chết máy nhỉ? IP của anh tài thật nhưng mà vẫn còn non và xanh lắm, vẫn bị anh lừa tiền thôi. Mày có biết đấy là tất cả số tiền mà bố mẹ tao cắm sổ đỏ để gửi cho tao không? Mày có trả tiền cho tao không hả? Không trả đấy thì làm sao hả? Mày có tin tao tát lật mặt mày không? Thằng khốn, một là tao bẻ tay bẻ chân rồi đưa mày lên đồn công an, hai là trả tiền cho tao. À, dạ em chọn hai ạ. Rồi tao mới bẻ tay bẻ chân. Đưa mày lên đồn. Ôi trời ơi, em xin chị ạ. Em bị người khác lừa nên là em cũng phải dùng cách này để lừa người khác thôi ạ. Bọn nó đang giữ em trai của em. Bọn nó bảo bây giờ phải có 500 triệu thì bọn nó mới thả người. Nếu bây giờ không có tiền ấy thì bọn nó làm hại thằng em trai em mất ạ. Không có. Ôi trời, gãy tay của em rồi. Thế đưa tay kia đây. Dạ, tay còn lại đây ạ. Em bảo này, hình như em thấy hắn ta hình như cũng bị hại đấy. Bây giờ tiền có thể kiếm lại được, chứ người thì khó lắm. Tất cả chị cũng bẻ gãy một tay hắn rồi còn đâu. Chẳng lẽ em định tha cho hắn sao? Không, ý em không phải thế. Ý em là cứ đưa hắn ta lên đồn công an để người ta giải quyết đi. Mình đừng nên làm gì nữa. Được, chị đồng ý. Ôi chị ơi, gãy 4 ngón tay còn lại rồi.
cũng thật là ngu ngốc. Thật là ngu ngốc khi không nghe lời khuyên của chị. Không sao đâu. Bây giờ mọi chuyện em cứ để cho công an giải quyết. Nhưng mà chị bảo này, ngày mai lên ngân hàng trả tiền cho họ rồi lấy sổ về đi. Chứ để lâu như thế lãi suất cao lắm đấy. Nhưng mà em làm gì còn tiền. Bây giờ đi làm á, lương một tháng có mười mấy triệu thôi. Em tiết kiệm được khoảng 5 năm chắc là sẽ đủ đấy chị nhở. Thì chị cho em vay. Sao phải lo thế? Sao chị tốt với em đấy. Chị cũng chả biết nữa. Chỉ là chị mới phát hiện ra một điều. Chị phải lòng đi mất rồi. Và ta sẽ em chưa bao giờ thích con gái cả. Có sao đâu. Thời gian của chúng ta còn dài mà. Với sức hút như này của chị nghĩ là em sẽ thay đổi. Nhưng con tim em chỉ hướng bên người thôi. Người đang có thấy phiền không? Khi ta cùng nhau bước đi hết cuộc đời này. Và chỉ muốn bên cạnh em cho nụ hôn lên trên đôi môi. Bầu trời toàn nắng ta nhìn nhau, ông trời đang tu cho tình yêu thêm sắc màu. Vậy người có muốn đi cùng anh tay cầm tay bên nhau quên luôn ngày giờ. Chỉ cần là người thôi, anh nguyện bên em suốt đời. Và ta hãy sát bên nhau thật gần, chào yêu thương cùng ngàn lời ca trong câu hát.